Sượng Sô-cô-la Roadan Roadan là nhà văn người Anh, được ca ngợi là người kể chuyện cho trẻ em vĩ đại nhất thế kỷ 20. Ngoài viết văn, ông còn là một phi công, một nhà sử học chuyên về lịch sử sô-cô-la và một nhà phát minh trong lĩnh vực y học. Roadan sáng tác trong nhiều lĩnh vực, thơ, kịch, truyện kinh dị. Tên tuổi của ông gắn liền với những tác phẩm viết cho thiếu nhi như Charlie và nhà máy sô-cô-la, Sophia và tên khổng lồ, thần dược của George, bác Fox, tuyệt vời. Sally Burkitt, cậu bé mê kẹo sô-cô-la, sống với bố mẹ và ông bà nội ngoại. Cuộc sống của họ gặp nhiều khó khăn nhưng luôn tràn ngập tình yêu thương. Niềm vui lớn nhất mỗi ngày của Sally là sang phòng thăm ông bà, nghe ông nội châu kể chuyện về nhà máy sô-cô-la bí ẩn của ông Quirik Walker. Một hôm, bố của Sarkly mang về nhà, tờ báo đăng thông tin ông Quân Cơ sẽ mở cửa nhà máy một ngày để đón năm em nhỏ vào thăm. Người may mắn phải có trong tay tấm vé vàng được giấu trong các thanh kẹo sô-cô-la. Sarkly đã tìm thấy chiếc vé vàng thứ năm. Sarkly cùng bốn bạn nhỏ được ông Khuôn Cơ dẫn đi tham quan nhà máy. Sarkly được chứng kiến bao điều kỳ diệu thú vị bên trong nhà máy sô-cô-la như dòng sông sô-cô-la khổng lồ cùng con thác để nhào trộn sô cô la các sản phẩm kẹo kỳ lạ những người công nhân uber tí hon thích ca hát những đứa trẻ đồng hành cùng xác lần lượt bị buộc dừng chuyến tham quan nhà máy vì quậy phá nghịch ngợm bỏ qua các lời cảnh báo của ông quân cơ cuối cùng khi chỉ còn xác ly quân cơ chúc mừng cậu vì đã giành được nhà máy ông tiết lộ lý do mời các bạn nhỏ đến tham quan nhà máy là để tìm người thừa kế dưới đây là phần trích chương 15 của truyện Sally và nhà máy sô cô kể lại hành trình khám phá xưởng sản xuất cô sô cô bên trong nhà máy. Đây là một xưởng quan trọng, ông khuôn Khơ nói lớn, lấy trong túi ra một chùm chìa khóa và tra một chiếc vào ổ khóa cửa. Đây là trung tâm thần kinh của toàn nhà máy, trái tim của toàn bộ công việc và nó mới đẹp làm sao. Ta rất chú trọng làm cho các xưởng của ta phải đẹp, Ta không thể chịu được sự xấu xí trong nhà máy Vậy chúng ta vào nào Nhưng phải cẩn thận đấy Các cháu thân mến của ta Đừng có mất tỉnh táo Đừng có phấn khích Hãy bình tĩnh Ông khuôn cơ mở cửa Năm đứa trẻ và chín người lớn bước vào Và ôi chao Một cảnh tự kỳ lạ biết bao đập vào mắt họ Họ đang nhìn xuống một thung lũng rất đẹp Với những đồng cỏ xanh dờn hai bên Và ở đáy thung lũng Cuộn chảy một dòng sông nâu Điều kỳ dị nữa là giữa trường luồng chảy của con sông có một con thác lớn trên đỉnh một vách đá dựng đứng nước cuồn cuộn trải thành một tấm màn rồi ào ảo chút xuống thành một xoáy nước sụp sôi đầy tia và bọt trắng xóa bên dưới con thác và đây là cảnh tượng đáng kinh ngạc hơn cả là một mớ những đường ống thủy tinh cách xù từ đâu đó tít trên trần rủ xuống vụt vào lòng sông chúng quả là cách xù những cái đường ống ấy có ít nhất là một tá đường ống như vậy hút các thứ nước bùn nâu từ dòng sông lên và chở nó đi. Có trời biết là nó tới đâu. Vì đó là những ống thủy tinh nên ta có thể thấy cái chất lỏng ấy chảy và sủi bọt trong đó. Và trên cái nền của tiếng thác đổ, ta có thể nghe thấy tiếng ục 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 không dứt của những ống hút đang hoạt động. Dọc hai bờ sông, cây cối mọc non thật đẹp mắt, liễu, chắc và những bụi đỗ quên cao với từng chùm hoa các màu đỏ, hồng và tím nhạt. Trong những cánh đồng cỏ, hàng ngàn cây mau lương hoa vàng đua sắc. Kia, ông cuồn cờ nói, vừa nhún nhảy, vừa chĩa chiếc can đầu bịt vàng về phía dọc sông nâu. Toàn sô-cô-la đấy, từng giọt của con sông này đều là sô-cô-la nóng chảy, thượng hào hạ. Đích thị là thượng hào hạ. Chỗ này có đủ sô-cô-la để đủ đầy tất cả các bồn tắm trong cả nước và tất cả các bể bơi nữa. Ghê không? Và hãy nhìn những đường ống của ta, Chúng hút sô-cô-la lên và tải đến tất cả các xưởng khác trong nhà máy, bất cứ nơi nào cần. Hàng ngàn lít mỗi giờ, các cháu thân mến ạ, à, hàng ngàn và hàng ngàn lít. Bọn trẻ và các phụ huynh sững sờ không nói nên lời. Họ bối rối, họ bàng hoàng, họ ngỡ ngàng và choáng váng. Họ hoàn toàn sừng sốt trước sự vĩ đại của toàn bộ cảnh tượng này. Họ chỉ biết đứng ngây ra nhìn. Còn thác là quan trọng nhất. Ông Côn Cơ tiếp tục. Nó nhào trộn sô-cô-la nó khuấy đảo sô cô la nó đập và giã sô cô la nó làm sô cô la nhẹ tơi và ngầu bọt không có nhà máy nào khác trên thế giới nhào trộn sô cô la bằng thác nước nhưng đó là cách duy nhất thích hợp cách duy nhất các cháu có thấy những hàng cây của ta không ông giơ chiếc can ra chỉ và các bụi cây nhỏ kia nữa các cháu thấy chúng có đẹp không ta đã nói với các cháu là ta ghét sự xấu xí mà cố nhiên là tất cả đều ăn được tất cả đều làm bằng một chất liệu khác ngon lành các cháu có thích những đồng cỏ của ta không? Cỏ và cây mau lương hoa vàng, cỏ mà các cháu đang dẫm lên đó, các cháu thân mến của ta, đều được làm từ một loại đường mềm có bạc hà mà ta vừa sáng chế ra. Thử nếm một cọng cỏ coi, xin mời, rất ngon. Như một cái máy, mọi người cúi xuống ngắt một ngọn cỏ, trừ ở Götti Club, vì nó bất cả một nắm tướng. Còn Violet Borega, thì trước khi nếm cọng cỏ, móc miếng kẹo cao su phá kỷ lục thế giới ra khỏi miệng, dắt vào sau vành tai. Tuyệt nhỉ, Sally thì thầm, ông nội, ông có thấy cái vị của nó tuyệt không? Ông có thể ăn hết cả cánh đồng này, ông nội châu nói với nụ cười khoái trá. Ông có thể bỏ bốn chân như con bò và gặm hết từng cọng cỏ cọ của cánh đồng này. Nếm thử cây mau lương hoa vàng coi, ông côn cơ mời, nó còn ngon hơn đấy. Thình lình có tiếng là phấn khích vang lên, đó là Vrucasot của bé cuống quýt. Chị sang bên kia sông Nhìn xem, nhìn bên kia kìa Cô ta thét, gì thế nhỉ Anh ta di chuyển, anh ta đang đi Đó là một người tí hon, đó là một người đàn ông tí hon Cái kia, bên dưới thác nước ấy Mọi người ngừng hái hoa mau lương vàng Và nhìn sang bên kia sông Bạn ấy nói đúng ông ạ Sang Ly kêu to, đó là một người đàn ông tí hon Ông có trông thấy không Ông có thấy Sang Ly Ông nội trầu náo nước đáp Lúc này, tất cả mọi người đều bắt đầu kêu lên có hai người Chu Chu à? đúng thế Có hơn hai người đấy Một, hai, ba, bốn, năm Họ đang làm gì đây nhỉ Họ từ đâu tới Họ là ai Cả trẻ con lẫn người lớn Đều chạy ao đến bờ sông để nhìn cho rõ hơn Nòng họ thật kỳ lạ Không cao hơn đầu gối mình Nhìn mớ tóc dài của họ kia Những con người nhỏ xíu đó Không lớn hơn những con búp bê cỡ trung bình Đã ngừng những gì họ đang làm Và lúc này Họ đang nhìn lại đám người bên kia sông một trong số họ chỉ về phía lũ trẻ Rồi thì thầm điều gì với bốn người kia Và cả năm người phá lên cười khánh khách Cơ mà họ không thể là người thật được Sang Lý nói Đương nhiên họ là người thật mà Ông Côn Cơ đáp Họ là người Umpa